Nhân đây các đồng chí, chúng ta các đồng chí trong quân đội, thì tôi cũng xin báo lại với các đồng chí là cũng trường hợp tương tự, thì vừa rồi là quân đội bắt một trường hợp, mà đây cũng là cái quyết tâm của Bộ Chính trị. Đây ở đây thì có Vũ Nhôm, nhưng mà người đang nói, nhưng mà ở ngoài Bắc thì trong quân đội em nói về Út Trọng, Út Trọng cũng thượng tá cả, cũng thượng tá cả, nhưng mà với quan điểm là người của ai thì đơn vị đó phải xử lý. Quân đội thì vừa rồi là xử lý bắt Út Trọng rồi, thì công an hiện nay cũng đang và phải trả lời những câu hỏi đó, và rõ ràng là không thể coi thường cái dư luận và cái ý chí của người dân Đà Nẵng của chúng ta được. Thì báo cáo với các bác các anh là hiện nay Bộ Công an đang tập trung vào làm, và kết quả nó như thế nào thì chúng ta cũng phải dựa trên những cơ sở và cũng phải chờ thôi. Vũ Nhôm là ai? Người này có liên quan gì đến sai phạm trong việc bán nhà công sản và giao đất ở khu đô thị quốc tế Đa Phước? Câu hỏi này lại một lần nữa được nêu ra với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đại tá Lê Công Thạnh, nguyên chỉ huy trưởng tỉnh đội Quảng Nam, Đà Nẵng cho hay, sau sai phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và ông Nguyễn Xuân Anh, dư luận vẫn còn xôn xao về cái tên Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm. Có hay không việc Phan Anh Vũ chỉ mặt và có lời lá ham dọa chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi sẽ cho nghỉ việc. Khi chính quyền không đồng ý yêu cầu của Vũ về một dự án nào đó, mà cái chỗ cái câu này đó, thì thực tế anh em còn có dư luận là tăng lúc đó có một số đồng chí lãnh đạo có mặt, nó giống như nào ta nói như vậy. Với những vụ việc đây cho thấy con anh Vũ đã qua trường chính quyền thành phố tác động mua chuộc, lâu kéo ra sức ép buộc một số người có lòng tha ý mình. Trước sự có mặt của cả bí thư và chủ tịch thành phố Đà Nẵng, đại tá Lê Công Thạnh đề nghị cần làm rõ, kết luận chính xác những câu hỏi có liên quan đến Vũ Nhôm, giải tỏa dư luận. Trả lời ý kiến này, bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay, không phải đến hôm nay dư luận mới hỏi Vũ Nhôm là ai. Cái tên Vũ Nhôm đã kèm theo cái tiếng xấu của Đà Nẵng lan khắp cả nước rồi. Một cái chính quyền như thế này mà lại có thể để như thế, thì nếu như có như thế thì làm sao chấp nhận được? Có phải là sự sỉ nhục đối với chúng ta hay không? Thế nên là cho câu chuyện này thì cũng xin được kể lại một chút với các bác, để các bác chia sẻ. Thế còn đối với chuyện cái câu trả lời Vũ Nhôm là ai như thế nào, thì thực sự ra bắt anh Hùng nói thì đúng rồi, chính quyền trong tay mà. Nhưng mà chúng ta đang thực hiện được nhà nước pháp luật. Và tôi chỉ nói một ý này thôi, là Đà Nẵng không thể đứng ngoài cái cuộc chống phòng chống tham nhũng của cả nước được. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, hiện nay Bộ Công an đang tập trung vào Đà Nẵng để làm, kết quả như thế nào thì dựa trên cơ sở luật pháp và phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Ông Trương Quang Nghĩa cũng cho hay, một cái tên cũng xôn xao dư luận ngoài Bắc là Út Trọng cũng vừa được quân đội xử lý, bắt giam. Do đó, dư luận và nhân dân yên tâm là các cơ quan chức năng phải trả lời câu hỏi về Vũ Nhôm. Sure.